Hello mọi người, bây giờ mình sẽ qua thăm cái trang trại của Dứu nhé. Ở đây là khe suối Cờ Co đây. Đấy, bây giờ mùa khô nó cạn rồi mọi người nha. Phía trên đó là có cái thác rất là đẹp. Đây là suối Cờ Co. Lội qua xem thử trong này có cái gì không. Cái đường nó xung xình và đây có hoa mùa rất là đẹp. Bây giờ mình mời mọi người tiến hành lên thử vô cái đường, cũng mưa nó lỡ hết rồi mọi người. Cái này say nhé, thôi đi hết sức cẩn thận. Trang trại của anh Dứu ở đây là ăn tỉa lúa rồi mọi người. Đây là lúa rẫy đấy. Đây, trong này anh em đang ngồi trong này xem có cái gì. Đó, canh chòi nhỏ nhỏ đấy. Ui, có gà kìa. Có vịt nữa kìa. Ở đây là lá sắn nha. Sắn ở trên núi, cái lá này là ăn rất được nha, rất ngon đó. Trở thành món đặc sản nhồi với thịt bà chỉ á. Lá sắn. Ở đây có hồ cá này, không biết có cần câu không Dứu. Ở đây có hai con vịt sim. Trời bắt đầu đổ mưa. Đây là cây vả nha mọi người nha. Cái làm rau. Cái này nó chín rồi. Nhưng mà chắc cái loại này nó bụp cho vịt ăn. Đây là cây vả nha. Nó sống rất là ngon. Này cá gì đâu. Này cho cá ăn lá sắn mọi người nhé. Đó, mình tới đây trời đổ mưa không biết sao đó, mọi người nha. Đây các kênh thủ đang hội tụ buổi chiều đây. Phía này có mới ươm cây dừa này. Cây dừa mới ươm. Và này có cây đu đủ nha. Làm nó sống. Đây, mới xây dựng cái khu này nha. Đây, khu mô hình của anh Dứu. Mày xem phía này có món gì đây. Mô nha đi. Trời, nó đổ mưa rồi. Đây là con rùa mà kênh thủ Dứu đã câu được. Đây là con rùa nha. Các cái gì đây, hôm nay nó ấy thì ngọt một tí.
ba ung chuối cho mọi người á. Cái bếp này hắn không bị cản, không bị gió. Rồi. Rồi, bà ông chú nha. Trời đang mưa. Đây là hạt của cây chải dây nha. Đấy. Hạt này ăn được nha mọi người nhé. Đây là hạt cây chải dây nha. Đây hạt chải dây này là mình ăn được nha, ngọt ngọt chát chát. Ba mới đủ mình nhậu chứ. Đây là rượu mật của con rùa nhé, mật tiết, đây mật xanh lại y như xăng luôn này, ở đây tiết, đấy hấp dẫn nha. Hết rồi, ông chú nếm máu nha. Mời chủ nhà đi, vô cái đi. Cái này chú nếm nhậu 2 ly mệt nha. Đó, đó. Dưới bà. Có lạc không? Dạ. Có chú nướng mắm không? Không, mắm. Mắm bị nhỏ đấy. Đủ ít nước quá, dở. Này là lo nấu không kịp thấy nước cạn luôn. Mà này bỏ... thử nha. Thử đi. Vô. Đâu thấy chi đâu. Đó đó. Cái này ung chuối nha. Không được, ok. Được vừa. Trước hai con mà. Nó hai con bự. Hai con bữa trước, hai con mà được hai. Về trước hay về tối mà gặp một anh mua hồng chơi mà có làm sao mà mới ở bà. Sợ bà ngã luôn rồi. Cái gì rước, cái gì rước. Dạ dạ, lấy thằng nữa nè. Cái gì rước cho hàng trường. Thằng túi áo, có thằng. Túi áo bên kia. Chỗ nó xuống rồi là... Này, mấy người này xuống rồi xem có ai vượt qua ải đi không. Con bé bạc rồi. Ui, bữa đang. Cái này em thương quá, dưới suối. Mới quay ta, giả đỏ ta rớt xuống. Rớt đi, rớt đi. Tiếp, sao quá suy anh. Ngày mai được mớ lại. Thôi thôi, rớt thôi. Ta ổn định. Đúng rồi. Mày rớt lại nhiều. Cái súng đấy. Súng đấy. Ba sáng đâu mấy đường trên. Cộng giấy nè. Trên. Thì xuống đây, thì xuống cái bậc kìa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.